四十。课，支教行动。课文，支教行动。来云南支教一年多，郝林硕老师自己也记不清有多少次家访了。刚到时，一位叫赵福根的男生引起了他的注意。他上课从不发言，很多课不及格，平时也几乎不和同学交往。郝老师家访后得知，赵福根的父亲去世了，姐姐在外打工，他家里很穷，还得帮着妈妈做家务，是个体贴孝顺的孩子。和他妈妈聊天才知道，他很喜欢跳舞。郝老师说，我觉得这是个机会。他鼓励福根在学校艺术节上表演，每周二带着他一起去找音乐老师排练。表演时，福根的蝴蝶舞得了舞蹈组的冠军，台下的同学们鼓起掌来，齐声地喊着福根的名字。之后，赵福根学习用功了，成绩也逐渐进步。他写了一篇题目为《那天的舞蹈和掌声》的作文，得了全班最高分。他朗读了自己的作文。郝老师来到我家，那是第一次有老师来，他非常温柔，我永远都忘不了那热烈的掌声和同学们送我的糖，甜甜的。我感觉在学校也有人爱我了，我开始有勇气。郝老师发现，山里的青壮年都出去闯世界，只有老人孩子留守。他们出去了还回来吗？大山以后谁来负责？于是，郝老师组织了一个8周的研究型学习活动，主题是让家乡的明天更美好。他鼓励学生寻找村子的问题，通过了解历史地理情况、采访村里的老人、小组讨论等，最终提出解决方案。他和其他志愿者利用午休、周末等空闲时间，给学生们指导和培训。学生们说，以前我们总认为建设家乡是大人的事，用不着我们操心。不过，现在我们明白了，建设家乡人人有责，我们也要承担这个义务。这个任务很艰巨，我们要尽自己最大的力量。郝林硕觉得自己的收获远多于给孩子们的。不管以后在哪儿，我都会继续用我的力量影响山里的孩子们，因为他们是国家的未来与希望。Những cái bản khánh văn này có đọc không thầy? Khánh Vân là chị Vân à, chị Mai à? Khánh Vân là chị Mai. Đây à, lão sư, chị sư Mai có đọc không? Nhưng mà hôm nay, tôi cũng thính khờ, lão sư, hãy hãy có việc gì đó sự tình yêu thua. Nào, không vấn đề, học. Chỉ có mấy mấy châu một người đi lại tụ không? Lại Yến Nán, chư giao y tua nín, Hảo Linh Sô, lão sư tư tỷ, dễ chi phú chinh, dầu tua sảo sư cha phản lợ. Đến Vân Nam dạy học tình nguyện hơn 1 năm, cô giáo Hắc Lâm Thạch cũng không nhớ rõ bản thân đã bao nhiêu lần đi thăm hỏi gia đình. Càng tao sử, ý quay giao trao phủ cân tờ nán sân, yến chỉ là tha tờ chú y. Lúc mới đến, một học sinh tên là Triệu Phúc Căng đã thu hút sự chú ý của cô ấy. Tha sang khưa sổn bu pha diễn, hẳn tua khưa bu chỉ cửa, phỉnh sử dễ chi khu bu hứa thổng sửa giao quảng. Cậu ấy không bao giờ phát biểu trên lớp, cũng bình thường rất nhiều bài tập cũng không đạt yêu cầu hả thầy, chỉ cửa dạ bình thường hầu như là cũng không có giao tiếp với các bạn cùng học.
好，您说"家繁志德"啊，"家繁厚德志"，招呼干的父亲去世了，姐姐在外打工，狗咬啊，哈，烧气他们娘，mới biết ba của Triệu Phúc Căng đã qua đời rồi. Chị gái thì đi làm công bên ngoài. Tha cha lị hẳn chủng, hãy tựa ban trợ ma ma cho cha vô. Sư cơ thị thiê, xeo xuyên tả hải sự. Cái tẩy, cái này là qua tẩy nhé, cái tẩy, cái tẩy bang trở ma mà tu cha u. Trong nhà cậu ấy, nhà của cậu ấy rất nghèo, còn phải giúp mẹ làm việc nhà, là một đứa trẻ chu đáo, hiểu chuyện. Hứa tha ma ma liễu thiên trải chư tao, tha hẳn xì hoan theo vũ. Nói chuyện với mẹ cậu ấy mới biết cậu ấy rất thích khiêu vũ. Hảo lão sư xua, của chế tở, chơ sư cơ chi huê. Cô hát nói, tôi cảm thấy đây là một cơ hội. Tha cụ ly phủ cân cha xuyên xeo y su. Cha xuyên xeo y su, chia sang biểu diễn, mê châu ơ, Biểu ta diễn, chơ thăm biểu艺diễn.术节上表演。Y su chia sang biểu diễn. Mê châu ơ, tai chơ tha y chí, chi chào yên yue, lão sư phải lên. Cô ấy khích lệ Phúc Căng biểu diễn trong lễ hội nghệ thuật của trường. Mỗi thứ ba dẫn cậu ấy cùng đi tìm giáo viên âm nhạc để tập luyện. Biểu diễn sử phủ canh tờ. Cái này là con bướm à? Hủ tía. Phụ tía, phụ tía Phủ ủ. canh tờ hủ tía vũ. Tứ là vũ tạo chủ tờ quan chuyên. Thái xa tờ thủng xuyên mận, cụ chỉ chẳng lại, chỉ sân tờ hạ Cú trơ. đọc là cú chỉ chẳng lái. Cú đọc thành cú. Cụ cụ chỉ chẳng lại, chỉ sân tờ hạ trơ, hủ canh tờ miễn tử. Lúc biểu diễn điệu múa hồ điệp, của Phúc Căng đã được quán quân của nhóm vũ đạo. Các bạn ở dưới khán đài cổ vũ, đồng thanh hô tên Phúc Phúc Căng. Cái cụ chỉ chẳng lái là sao á thầy? Cú Cụ chỉ của chẳng cụ lái tức là cụ nghĩa là cái trống ấy, gõ trống, chẳng tức là cái chưởng, tức là cái bàn tay ấy, tức là vỗ tay Liên hoan hô thôi. giống như là tiếng vỗ tay như tiếng trống như ha, kiểu như là Đúng hoan rồi. hô á. Hoan hô tầm 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 tầm. Đó Chư là cụm hầu, từ. chư hầu trao phủ cân xuyến sĩ dung cung là chẳng chi dễ chủ trên chinh vu. Sau này Triệu Phúc Căng học hành chăm chỉ, thành tích cũng dần dần tiến bộ. Tha xỉa là ý phiên thỉ mu quẩy na thiên vũ tạo hứa trạng sân tợ chua vẩn. Cô ấy không phải cậu ấy, viết một bài văn tựa đề là điệu điệu múa và tiếng vỗ tay. Hôm đó tựa là chuyển ban chơi cao phân, đạt được điểm cao toàn lớp. Cao nhất Tha lần quá cao nhất chuyển cả ban lớp, mà hả? cao nhất cả lớp. Tha lặng tủ là chưa chỉ tờ chua vẩn. Cậu ấy đọc to bài viết của mình, bài văn của mình. Hảo lão sư lại ta của cha, na sư ti y sư dấu Đi ý sự. ti y sư dạ Na sư ti ý sư dò lão sư lại. Cô giáo hát đến nhà. Đó là lần đầu tiên giáo viên đến. Tha thay chẳng quên rượu,
我永远都忘不了那热烈的掌声和同学们送我的糖。 Cô ấy vô cùng quyến rũ, tôi không bao giờ quên được tiếng vỗ tay nhiệt tình và thẳng và kẹo các bạn tặng tôi. Thiện thiện tợ ngọt, của chế tờ chai xuyên xeo dễ dầu rảnh ai của lợ, của khai sử dầu dụng chi. Tôi cảm dầu dụng chi. Tôi cảm thấy ở trường cũng có người yêu quý mình. Tôi bắt đầu có dũng khí. Lào sư, hảo lào sư pha xen, san lý tờ chinh cho nến tô, nến tô chu chi tròn sư chê, sử dầu lào rấn, hải sư, hải sư liễu sọc. Cô giáo, cô Hách phát hiện ra là thanh thiếu niên trong làng đều đi xông pha thế giới hả thầy? Cái chữ này nè, chọn sư che nè. Đúng rồi, xông pha khắp nơi. Để nó có chữ sư che tưởng thế giới à? Thế giới, xông pha thế giới được. Nhưng mà nếu mà xông pha thế giới thì nghe tiếng Việt mình nó không thuận tai, mệt quá. Rất rõ. Chỉ có người già và trẻ con ở lại. Tha mừng chu chi là hãy khỏe lại mà. Ta san ỷ hâu sẽ lại phụ chữa. Bọn họ đi rồi có trở lại không? Ta san này là đại sơn hả, là núi non Đúng hả, rồi. hay là sao? Đại Sơn tức là tên người. Không phải, ý là quê hương chỗ này nè, ai là người phụ trách á? Ta truy là khải khởi lái mà họ đi rồi thì có trở lại hay không? Cái câu Cái trên non, cái này cái non sông sau này thì ai ai phụ ai trách? là người phụ trách á? Đại Sơn, Đại Sơn. Đại Sơn đó lúc nó là tên người ấy. Đây Dạ. là Đại Sơn là núi lớn này. Ý sư, hảo lão sư, chủ trì là ý cơ ba châu tờ giảng chiêu xính xuế xí hồ tùng. Chủ thí sư, sang, cha chàng tờ miễn thiên cân mẹ hảo. Thế là cô Hắc đã tổ chức hoạt động học tập, nghiên cứu 8 tuần, chủ đề là để ngày mai, để quê hương ngày mai càng đẹp hơn. Tha cụ đi xuyên sân, xuyên trào, chuyên tử, hứa quân thị. Xuân, Hôm xuân qua đọc là xuân chứ không không đọc là chân nhé. Xuân chữ tớ quẩn thì xuân chữ ích xuân thì tử. ừ. Nhưng mà có lúc thì đọc là un, Lúc là có thể chờ, là lúc là sờ. Đi về chữ u thì đọc là chữ sờ. Xuân nhé. xuân tử. Nó có hai Dễ dạng hơn. đọc này, một là đọc là chờ, đọc là sờ. Đi về chữ u đọc là sờ đấy, xuân chữ. Xuân. Còn cái chữ cái u nào này nè là viết tắt, Đó, là bỏ cái âm chính giữa đi ra rồi, nhưng mà có lúc thì vẫn đọc là uôn hả, đọc hay là là lúc quân, nào cũng đọc đọc là quân, quân, lúc nào lúc đọc là nào quân, cũng đọc. Dạ, đúng rồi, lúc nào lúc đọc nào là cũng quân, đọc. không đọc là dạ un đâu đấy nhé. dạ tại chắc là Xem em là nghe bài phát lầm á. âm, cái này em Có xem là bài phát âm đầu tiên mà thầy dạy nó có. dạ dạ để mai em coi lại. Thông qua là liễu chế lịch sử, địa lý, tình Lịch huang, sử, lịch sử, lịch địa sử, lý. lịch sử, địa lý, tình huang, trải phẳng, chuẩn lý, tờ lão rấn, cháu, cháu chủ, thảo luận tận, truy trung, thí chu, chế chứa, phang an. Cô ấy khuyến khích học sinh tìm các vấn đề trong thôn, thông qua tìm hiểu tình hình lịch sử địa lý, phỏng vấn người già trong thôn, thảo luận theo nhóm vân vân, cuối cùng đưa ra phương án giải quyết. Tha hứa chỉ tha chư duyên trữa ly dung vũ siêu chô mô tận khung xiển sử trên kể xuế sân mẫn chữ tao hứa thấy Chứ tạo xin. chứ chứ tạo hợp thấy xin Chỉ đạo hứa thầy xuân. Cô ấy và các tình nguyện viên khác tận dụng thời gian lúc nghỉ trưa cuối tuần để hướng dẫn và đào tạo của các em học sinh. Xuyên sân mệnh xua ý chén của mệnh trùng sân
认为建设家乡是大人的事，不用着我们用不着，用不着，用不着，我们操心。 Các bạn học sinh nói trước đây chúng em luôn nghĩ rằng xây dựng quê hương là chuyện của người lớn, không dùng không cần tới bọn em. Của cô xin trai của mận miễn bãi là trên xưa cha sang rẫn rẫn dầu sữa, nhưng mà bây giờ các em bọn em hiểu rồi, xây dựng quê hương mọi người đều có trách nhiệm. Của mình dễ giao chẳng tan trơ cờ y cu. Chúng em cũng nên đảm đương cái nhiệm vụ này. Trước cờ sân khu hẳn trên truy của mẫn giao chỉnh sư chỉnh chư chỉ truy ta tự ly liang. Nhiệm vụ này rất là to lớn. Phải không? Nhiệm vụ này rất đúng là rồi. To lớn. Chúng rất em là phải dùng hết sức hả? Gian nan to lớn. Gian nan từ gian nan, truy từ truy ta đấy. Nên là gian cự, bán Việt là gian cự. Chúng em phải nỗ lực hết mình. Chi ta tờ ly len là dùng hết sức của dùng mình. Hết sức, hết sức của mình. Dạ. Hảo, Hảo Linh xua, chế tờ chư chỉ tờ sâu hua, yuán tua yu cái hải sự mạnh tờ. Hát Lâm thật cảm thấy là thu hoạch của mình còn nhiều hơn so với những gì mang lại cho trẻ. Bù quản ý hâu chai nạ, của tâu hay chi suy dung của tờ ly liang, yến sẵn san lý tờ hải sư mệnh. Yên quay tha mệnh sư của cha tờ quay lại dĩ si quang. Cho dù sau này ở đâu, tôi cũng sẽ tiếp tục dùng cái sức mạnh của mình để ảnh hưởng đến bọn trẻ trong núi. Bởi vì chúng là tương lai và hy vọng của đất nước. À, có mỗi Mỹ Châu thôi. Sao mà sư khâu lây là lần chưa cần lão su đi xì. Mệt gì đó không mệt mà đã đọc với em hay bị rối á. Thế thành ừ, ra đúng rồi. Đúng rồi. Mà bạn lại nhiều cháu trưởng chưa chỉ tôi xin chứng. Dạ. Nhưng mà cũng phải tập cho quen à. Xính tung tung sử biểu sư xính chảo của tung sân thị y rũ. Xính tung động từ biểu thị hành động đi, hoạt động cơ thể. Ví dụ, tha duyên tung sử sâu sang là xính tung phổ biến. Anh ấy lúc vận động hay là chơi thể thao anh ấy lúc vận động bị thương rồi, cho nên là hành Động động tác. không tiện. Động Dạ, tác động tác không tiện. Dầu xe nẻo lây xì hoan tan tủ xỉn tung. Một số loài chim thích đi lại một mình. Xỉn tung chua quẩy tung xứ dễ khử gì bèo sư quay là mổ trùng mu ti ở chinh xỉn mổ trùng của tung ti rủ. Xỉn tung có làm động từ cũng có thể biểu thị cái thiểu thự tiến hành hành động nào đó vì mục đích nào đó. Chưa sợ mơ sư tha tao xì hoan thí xính xín tung chào Tí chua chén. chuẩn đây. Tí chén, Dạ. tí chén xính tùng. Tí chén xính tùng. Thí chén xính tung thí chén. Làm việc gì anh ấy đều thích nhắc nhở trước, chuẩn bị sớm. Dầu tờ rẫn, trùng sư khoái y, chi khoa, vũ câu, Khoái ý. chuẩn chuyên. Khoái ý à? Khoái Nhà. ý. Khoái ý. Khoái ý, chi khoa, vũ câu, chuẩn chuyên. Ở chữ chữ bù nẫn, khai sử xính tung. Có người luôn nghi ngờ kế hoạch không đủ chính xác. Không đủ. Chậm trễ không thể bắt đầu hành động. Xiển tung dễ khởi gì chua miễn miễn sử biểu sư hỗ tung xiển quẩy đi rủ. Xiển tung có thể làm danh từ biểu thị hoạt động hành vi. Hảo lão sư lại duyên nản chan cha sư treo xiển tung.
giáo viên H đến Vân Nam tham gia hoạt động giảng dạy tình tình nguyện nguyện của H chứ, dạy tình nguyện. H chứ không phải H, anh quên. Cái từ À, quên chư, bạn. cái từ chư nó là chi Dạ, em thấy nhiều ở nghĩa lắm trong á. cái cụm, trong cái cụm từ thu chi đấy. Chi là gì? À, Chi tức là bỏ tiền ra thì gọi là chi. à. Chư treo tức là giảng dạy, tức là mình bỏ cái sức ra giảng dạy thì gọi là dạy tình nguyện. Chư treo. Nó đứng một mình em thấy nó là cái nghĩa là chống đỡ Đúng không? Nó lắm từ lắm. Nhưng mà trong cái á. ngôn từ mà thu chi thì là từ chư là từ trả. À. Trả tiền đấy. Dạ em nghĩ Chư là thu chi. Ừ. Hòa nói tiếp. mạnh yên cai, hòa mạnh yên cai dũng cảm biên tuy khuynh ảnh. Chúng ta phải dũng cảm đối mặt khó khăn. Ủa, còn câu sau nữa. Xuyên su chạy truy xỉn tung, áp dụng hành động nhanh chóng. Trụ tung trận tan chữa rành. Chủ động đảm đương trách nhiệm. Hoàn chỉnh truy sự khoa tây hoa xẻo trao nữa. Tha chi thiên chờ mơ mấy lại sang ban. Tha tờ cháu sâu sang là xỉn tung bố biên sở dị mẹ sang ban, sở dị trên thiên mẹ sang ban. Câu thứ hai thì em nghĩ không ghê thầy, câu thứ hai cô đặt câu à. Câu thứ hai. Xẻo Kháo trao cái chịu gì? à, cái câu đó Kháo em đặt rồi. chuyện. Kháo trưởng Vũ Trang là lâu rồi không gặp, nghỉ chơi chi chơi máu sổ mắt nơi gần đây bận cái gì vậy? Của càng sâu sang suy xính tùng của tay phang biến. Đúng không? Cái Tôi câu vừa bị này thương nên là hành động nó không được thuận tiện lắm. nhưng mà cái câu đó em mới đặt á, em mới đặt là tha tờ chẻo sâu sang là xỉn tung bố biên sổ gì mấy sang ban vậy Ở cũng thì được đây luôn cũng phải thế, không. được là à hiểu à không liên quan đến nhau. à rồi em hiểu rồi. Câu câu hai là câu thứ ba em làm được nè. Hòa mạnh xỉn tung chưa chén giao hào hao chuẩn bị bị miễn ủ suy giao tờ lãng phê lãng phê Bố bị dạo suy tớ giao lang phê. lãng phê à suy giao tờ lãng phê trước khi Bị dạo Bố bị sư giao suy dạo tất à yếu. suy giao dạ suy giao là nhu cầu, cái này Cần là thiết phải yếu. suy yếu là cần phải. Thực tế là À vi yếu với suy yếu nó tương tương như nhau thôi. dạ Theo yêu à một nghĩa vụ. dạ Y vu miễn xử đều sư trai phả ly sang khua tao tửa Tao tao tưởng. tửa trang yên phu tờ chữa rân đi rủ. Y vu danh từ biểu thị trách nhiệm về mặt pháp luật đạo đức. Yên phu là gì thầy em quên này. Yên phu EU in nghĩa phu tờ vụ chữa rành không in phu tờ chữa đáng trách trách nhiệm đáng phải bỏ ra. à trách nhiệm đáng phải bỏ ra à. In cai phủ chu đấy. Dạ in cai phu trục à à bố cô xin trai của mình miễn bài là à trên xưa cha sang rảnh rảnh dầu chữa của mình dễ giao chẳng tan trước cờ rành vu xây dựng quê hương mọi EU người đều có trách nhiệm. Dạ chúng em cũng nên đảm đương cái nghĩa vụ này. Chan yu sơ huy sư vụ hứa chu chu chin su chin sơ huy chin bu sư mấy cơ rảnh tờ chuyển lý dễ sư mấy cơ rảnh tờ y vu hứa chữa rinh tham gia xã hội và thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội là quyền lợi của mỗi người cũng là nghĩa vụ và trách nhiệm. Tại nói vậy thôi chứ em thấy nhiều người lười lắm, lười tham gia hoạt động xã hội lắm. tôi nhiều chén nó cháy chan ra Ừ. chén nhiều chén Y vu dễ khởi gì cho xỉn rủng sử đều sư bổ sau bao chậu bao bao trầu chậu đi rủ
có thể làm hình dung từ, tính từ và biểu thị không nhận thù lao. Nhưng cái từ bao chỗ này em coi trong phim Tề Thiên Đại Thánh nó giống như chữ báo thù vậy. Đúng rồi, đọc giống như báo thù. Nhưng Bảo mà cái thấu. chữ nó khác này. Là chữ nó viết khác. Đọc nó cũng khác ấy, nhưng mà nó nghe thoáng thoáng nó không không phân biệt được đâu. Hàng chi à, của mình mỗi cơ sẽ chi đều yêu chữ sáu tham gia san sư y vu lão tung à, chúng ta mỗi học kỳ đều Ít nhất nên ít nhất 3 lần lao động nghĩa vụ lao động tham gia tham ba gia lần này lao động nghĩa vụ. à tham gia 3 lần lao động nghĩa vụ à, Trung Quốc có quan gì 9 năm chữ y vụ giáo dục tờ tả tuy à, pháp luật của Trung Quốc có liên quan đến giáo dục 9 năm. Cái này dịch ra vậy chứ em không có hiểu thầy giáo dục 9 năm là cái gì. Thầy không biết. Nghĩa vụ giáo dục 9 năm không biết là cái giáo dục gì. Chắc là pháp luật họ quy định cái gì. Hoàn chỉnh truy từ qua tùy hoa hoàn thành câu hoặc là đối thoại. Phụ mẫu tuy hải sự không phải phụ mẫu tuy sự nữ dầu là xưa y vụ cha mẹ có nghĩa vụ gì với con cái. Nghĩa vụ là nuôi dưỡng á. Dầu dạng duy giáo dưỡng y vụ được không thầy? Nhưng mà câu nó ngắn ngủn Treo giảng giáo dưỡng cũng được, treo cũng dạng là à, treo dạng y vụ treo giảng y vụ. xue xiao y vụ trường học có nghĩa vụ kể xue sinh chơi hảo tờ xue sĩ khoảng trình cho học sinh cái môi trường giáo dục tốt nhất à giáo dục tốt giáo dục không phải môi trường học tốt nhất được không thầy kể xue sinh chơi hảo tờ xue sĩ khoảng trình nên Ừ. Lúc ấy có hỏi cái triểu nén chữ ưu treo ủy từ pháp luật nên có nghĩa là hệ thống giáo dục bắt buộc 9 năm là hệ thống giáo dục được nhà nước thống nhất thực hiện. Tất cả trẻ em và thanh thiếu niên trong độ tuổi đi học phải được hưởng quyền giáo dục bắt buộc. Đây là một cam kết phúc lợi công cộng mà nhà nước phải bảo vệ. Việc thực hiện giáo dục bắt buộc 9 năm có nghĩa là sẽ không tính học phí hoặc các khoản phí khác trong 9 năm khi trẻ em thanh thiếu niên trong độ tuổi đi học bắt đầu được giáo dục. Nhà nước đã thiết lập cơ chế đảm bảo kinh phí cho giáo dục bắt buộc để đảm bảo thực hiện hệ thống giáo dục bắt buộc. Hệ thống giáo dục bắt buộc 9 năm là hệ thống giáo dục hiện tại của Trung Quốc. Thì Việt Nam mình cũng thế. Thì các cái trường công ấy thì mình đi học tiền nó rẻ. Thì cũng là một dạng. Ở Trung Quốc họ là giáo dục, chế độ nghĩa vụ giáo dục 9 năm là như vậy. Chiều nén Như chữ, IU, treo ủy. Rồi, quay lại cái nội dung tiếp của chúng ta. cái này là đặt câu trước. Của mình thì xua cho sư diễn chu sư y vu. Tiếp bộ tuệ. Tôi nghe nói lần biểu diễn này là nghĩa dụ đúng không? Tuy tin tin lại tham gia diễn xuất tờ diễn viên tôi bù giao chén đúng vậy tham gia diễn viên tham gia diễn xuất hôm nay đều không cần không lấy tiền Và tiền tung sử tung sử cha binh dữ dầu dũng chi có dũng dấu khí dấu dùng chị. dẫu dẫu dũng chi à em nhớ rồi hai thanh ba dẫu dũng chi khua tử dũng chi ủa khua tử dũng chi là gì có được dũng khí hả thầy Có được dũng đạt được khí, đúng rồi. Có được dũng khí. chưa sảo dũng chi thiếu dũng khí đi dùng công chi lợi dụng công cụ đi dùng rảnh lợi dụng người đi dùng sự chen lợi dụng thời gian đi dùng thẻo chen lợi dụng điều kiện chẳng tan sinh vu
责任。哦，好，来，责任啊，另外责任，承担责任，担任责任，啊，承担费用，承担费用来一台担当啊。那假费用的了。phí dụng ấy, tức là trả hiểu, tiền mà hai cái từ này ghép lại với nhau à? Trả tiền, trả tiền. À, trả tiền. À, chẩn đan trinh vu, cái này thì biết, đảm đương trách nhiệm. À, kinh chi trên xưa, kinh chi kinh tế, kinh chi là kinh tế, trên xưa là xây dựng. Ừ, nó là nghĩa gì thầy? Đậu kinh tế xây dựng kinh tế, xây dựng kinh tế. À, đồng ngược lại, đồng ngược lại. Em nhớ rồi, chẩn sư che xưa và xây dựng thành thị, xuyên khưa che xưa xây dựng xây dựng khoa học, xuyên khoa học trên truy tờ trên vụ. Nhiệm vụ gian khó, suy ta sâu khua đạt được thu hoạch lớn, y quay sâu khua, y quay sâu khua là gì đây? Cái này là ngoài ý, ngoài ý muốn nè, y quay sâu khua. Thu hoạch ngoài ý muốn, tức Thu là hoạch thu hoạch bất muốn, ngờ, thu hoạch thu bất ngờ. hoạch bất ngờ. Ý Xue ngoài là bất xì ngờ mà. sang, xue xì sang tờ sâu khua. Cái này là thu hoạch học tập hả? Thu hoạch trên lĩnh vực học tập. Trên lĩnh vực học tập. Chọn su, xông vào. Chọn chin, cũng là xông vào luôn. Đúng rồi. Chọn Chọn chin chuyện. truy. Chọn quá trình. Chin Hello. truy và quá trình. Nghe rõ Chin không? chuyện. Dạ, nghe. Đã nó bị mất. Chọn cua. Chọn truy. Trải phẳng. Trải phẳng. Tao. Cái gì á thầy? Cái nó có ba chấm ở đây đọc như thế nào à? Tao trái phẳng, tao hình như tao số mà trái phẳng đúng hơn chứ. Đến phỏng vấn, trái phẳng là phỏng vấn, Rồi cái trải phẳng cái quán trái phẳng quán, phỏng vấn xong, phỏng vấn quán là xong. bổ nguyên chỉ kết quả. Xin cửa温柔, tính cách dịu dàng, sân in温柔, âm thanh nhẹ nhàng hả? Tung chua温柔, động tác nhẹ nhàng, chin bu khẩn khoai, tiến bộ nhanh, chin bu truy ta tiến bộ lớn, pha diễn pha biểu cung thủng tiện điểm tương đồng, tâu khử gì cho tung sử điều khở có thể làm động từ, tâu dũy bèo tả y trên dầu quang điều liên quan đến biểu đạt ý kiến. Một, pha diễn chữ chai khoai y khoa sang Cửa hàng sao? khưa thẳng sang số khoa chỉ lời nói trong hội nghị hoặc là trong lớp. Ba biểu chữ sang chỉ thị sư khoai trân sư khoa sô chu sư chỉ tờ y chen khoa chai bao bao Bảo khan sang sao? Bảo khan. bao Bảo khan khan sao? Khan sang tân. an tân y Quần quẩn trang. trang chỉ hướng về tập thể xã hội, chính thức nói ra ý kiến hoặc đăng bài trên báo, tại nó có cái chữ bốn chữ này nè, can sang can tân này cái gì Khan tân là ừ. đăng, đăng bài ở trên tạp chí, trên báo. Ví dụ của pha diễn tha sang khơ chống bu pha diễn hổng tua khơ bu chỉ cửa phiến sử dễ chi khu bu thủng khửa Khu khứa bu khửa thủng thủng xỉa chuyến treo sao vào ạ?
Anh ấy không bao giờ phát ngôn trên lớp. Nhiều lần nhiều bài cũng bài học cũng không đạt yêu cầu, bình thường cũng không có giao tiếp với bạn bạn học. Ví dụ của pha diễn. Cái này là tổng thống hay đầu sau à? Chúng Đầu tùng, sau chúng tùng. chúng thủng Chúng tùng pha phát diễn biểu là là dầu quang liền của quang si tờ chàng khoa. Tổng thống đã phát biểu về mối quan hệ giữa hai nước. Pha diễn khởi gì chua miễn xử rửa sổ pha biểu tờ y trên. Pha diễn có thể làm danh từ chỉ những ý kiến đã phát biểu. Ví dụ, tha chinh thiên tai khoe sang tờ pha diễn thận chinh trại. Anh ấy trong buổi họp hôm nay phát biểu thật là tuyệt vời. Pha biểu bu khở gì chua miễn xử. Pha biểu không thể là danh từ. Pha diễn sư ly khở xử trung trên lý khở à, xứ lý khở xử trung trên khở châu ru hả thầy cha ru cha à ru cha ru cha ru chỉ tha chẳng phân hậu miên bu nẫn trai che binh dụy. Pha diễn là từ ly hợp, ở giữa có thể xen vào các thành phần khác, phía sau có thể mang theo tân ngữ. Ví dụ như thay vì trên pha vua diễn lầm á, bạn đã phát biểu qua chưa? Pha biểu của sư lý khửa sử phát biểu không thể là động, không phải là từ ly hợp. Ví dụ, nghị pha biểu của chơ phiên vẫn trang mà. Vẫn trang mà. Bạn đã phát biểu qua bài này chưa? Đây. À, chưa gọi lên xí chuyển sứ thiên không Tha. Vừa chuẩn bị cung khai. Cái này là đồ điền, cả hai từ đều được. Ta diễn tờ y chen. Tôi chuẩn bị biểu chứ phát biểu hợp sao lý hơn phát biểu của à, đúng rồi đúng rồi, phát biểu và tờ y chen. Tôi chuẩn bị phát biểu công khai ý kiến của mình. Miễn thiên sang khưa cai luận tao cai của ta diễn là cai luận tao của pha diễn là ngày mai đến lớp tôi phát biểu, đến lượt tôi phát biểu trong lớp. Trọng trái trước sự miễn thiên hoài y tờ pha diễn chỉ những qua mù quá mục. Đây là bài sếp phát sếp sếp dạ chủng trái là sếp giám đốc dạ em biết rồi. Đây là nhưng mà em có quen dịch là tổng tài giống trong giám tổng tài đốc đâu hoàn việt đây là bài phát biểu cho cuộc họp ngày mai, xin ngài xem qua. rồi A niệm chỉ suy niệm đến chi hay chị niệm chỉ mưa này à, niệm đến chi chị đến hay chị niệm chi tha niệm chi suy xảo chỉ chi trai trả chư sang phát biểu của chỉ sổ sư. Mặc dù chỉ cô sầu ấy sư mặc dù cô ấy là tuổi còn nhỏ, nhưng đã có một số bài thơ được đăng trên báo hả thầy, nhưng mà ở đây là mà như tạp chí đăng trên tạp chí tiếp theo chuyển chứa đây khớ sư là sư hiện không thiên khung. Bia pa khuôn nản cụ chỉ cú cụ chỉ cụ chỉ à cụ chỉ dũng chi nhị ý tiên nẫn chứng cung. Đừng sợ khó khăn cái đánh thức dũng cụ khí chỉ đánh thức dũng đánh thức khí. dũng khí Bạn nhất định sẽ thành công. Ta cha tao hận sen mu tha dầu cơ quan rủ thị thiê tờ chi dự.
mọi người đều ngưỡng mộ anh ấy có một người vợ hiền, chu đáo, Hiền. có chữ thì thia, Thì thia. chúa Thia là thiên sát. khai chưa sử, chinh ly bủ chí trung, chọn lơ khủng tân. Hôm qua khi lái xe, tinh thần không tập trung, vượt qua đèn đỏ. Cái chữ chọn này nó cũng quá trời nhiều nghĩa luôn thầy. Choảng là vượt, choảng khủng tâm tức là vượt đèn đỏ đấy. Phụ mẫu vì của mình trao là ý bê sự xin xin trai cai sản phụ là cha mẹ vì chúng ta lao tâm cả đời. Cái này nghe cái âm này, em đọc đại à. Lao tâm cả đời chúng ta bây giờ nên hưởng phúc. Ừ, đúng Gia rồi, xẻo hô phú hưởng phúc. và hưởng phúc. Bây giờ hô, tôi hy vọng hồi suy trang xưa, trang xưa, trang xưa của tờ cha sang. Quá Của đất quý cha. của cha. Sau khi tốt nghiệp, tôi hy vọng trở về xây dựng đất nước. Trên sư của tôm tờ phê dung, trang dỗ xuyến sao, thủng y, thẩn tan. Chi phí hoạt động lần này do nhà trường thống nhất đảm nhiệm. Trung chuyển sửa trưng Chung chuyển chuyên ta. dạ chọn lựa cái câu hỏi chính xác. Cái chuẩn bị tờ của mình đâu ý chinh chuẩn bị là nì chơ mở chua hoàn toàn sư vô ý tờ. Cái cần chuẩn bị chúng tôi đã chuẩn bị rồi. Bạn làm như vậy hoàn toàn là dư thừa. Tôi gì? Biểu miên sang rua xéo tờ rảnh hẳn hẳn khờ nẫn dung dậu nì xèn sang vũ tao tờ truy ta. Cái này là điện là ly len, Lý lẽ. ly len, Ừ, lý lẽ. ly len. Một người bề ngoài yếu đuối, có thể có sức mạnh lớn bạn không thể tưởng tượng. Sinh lý cha à sinh lý xuyên cha phát hiện sinh cửa sơ chính tờ rảnh tờ sinh hoạt bị chỉ tha rảnh cân phong phú. Nhà tâm lý học phát hiện người có tính cách nhiệt tình. Cái phong phú đây là giàu hơn hả thầy? Ừ, phong phú là phong phú chứ giàu đâu. Sao có Nhà người tâm em nhớ lý có người nói phát hiện giàu à? tính Có cách cuộc đó. sống phong phú hơn người khác. Đúng rồi, phú thì đương nhiên là giàu rồi, nhưng mà phong phú là phong phú. Phú ấy, phú ấy, phú là phú, âm bản Việt là phú là giàu. Ừ. Hay là do tùy á, lần trước á, em đã dịch cái bài về rau cải á, em đọc là phong phú á, thì bé Hiền nói là nên dịch là giàu gì á. Thì chắc là do tùy bài quá. Em có dịch em văn Việt là phong phú, nghĩa là phong phú là nhiều mà. Wo jue de ta zhe bing bu shi dui ni hao, zhi shi li yong ni. Tôi nghĩ anh ta đó không phải tốt với bạn, không phải đối xử tốt với bạn, chỉ là lợi dụng bạn thôi. San để挂靠李德慈选择适当的位置。我已经还好我呢，都已经。你别瞎操心了。哎呀，cái tại sao là dĩa xa này là em dịch ra nó là mù quáng, Đúng rồi. mà mù quáng Đừng lao tâm có lao lao tâm khổ tứ một cách mù quáng. à. Xa Tôi là đã mù an mà. bài, tôi đã an bài xong hết rồi, bạn đừng có Lo nghĩ linh tinh tại vì bỏ chữ mù quáng ở đây nghe nó thấy ghê. thì khá trao xin. Kha là tha tờ vũ tạo ta cha đau củ trí chẳng lại
Cái này là chẳng hay chẳng em quên mất rồi. Chàng chàng. Cú chỉ Chẳng. chàng lại. Chàng là À ở trưởng ấy, trong trưởng là bàn tay ấy. à, mới trong bài mà quên. À, Ừ, nhìn nó gần thấy nó mới điệu quen. nhảy. À, nhìn thấy điệu nhảy của cô ấy, mọi người đều vỗ tay. Khoan hô. Tha ly dung Đấy. xa ban hô, tờ sứ trên chan cha trân dê thể xuyên. Đấy gì? À, anh ấy à, lợi dụng cái thời gian sau giờ làm việc tham gia huấn luyện chuyên nghiệp. Wo hei jin chi ta de li liang lai bang zhu ni. À, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ bạn. Ừ, giáo sư à, sơ yên. Sư yên là kiểm nghiệm ha. Đúng rồi. Sử yên là thực thực nghiệm. Thực nghiệm. Chào để chép. Sư chuan là bài thi. Xa liên diễn trại hè. Chào chẳng thầy ở cái từ mà cái chữ sờ chữ cò của người Trung á với là chữ CH này nè. C đi. Chữ C đi với À chữ không. A đọc thành chữ chờ nhá. Chào chẳng. Dạ. À, sao Không đọc chẳng. là sao. Chào chẳng. À, ở Lúc môn bị Phật đọc là giờ. chờ đọc là sợ. C đi với A đọc là chờ. Chào chẳng. À, C cộng A đọc là chờ. Đúng rồi. Học Nhớ thế. C không đi với U C mà đi với Y là đọc là X. Như à. là từ sử là lần đấy. C đi với Dạ. Y đọc là X. Ở đó em biết em là cô C đọc đi là về chữ. C đi về O cũng đọc là X. Giống như là Ừ. từ súng ấy. Dạ. À. Rồi. Yeah. Đây công an là chờ. Chờ, À, yeah. thao thẳng là thao trường. Dung cung. À, dụng công là chăm chỉ. À, phủ tạo. Phụ đạo. Sâu khua. Lâu thu hoạch. Liễn. Đúng rồi. Cái chiên hả thầy? Chuông. Em dịch ra nhiều từ lắm. Chuông 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 chuông. À, Lính thi sông đấy, bu. âm À, lùi bước thối à, đúng rồi bộ. thôi bộ lười bước cải chân. Ủa cải chân này cái gì em quên mất Cải rồi. chính, sửa Cải sửa. chính à đúng rồi anh Cải nói chuyện chính về bộ cải máy chính đấy. à. Sửa đổi bộ máy. Ừ, kém À, không à? chúng ta giữ chung à xem chữa hứa sư tờ xứ ủy thiên khung. À, sử cha sử hẳn tua trung xào xuyên sân truy quay ti hua quay của chan cha xa xa linh dĩnh Ừ. dâu khở gì dỗ Lùi ly dấu. dỗ à, lùi Lùi dỗ dâu dấu. khở gì lùi dỗ dâu khở gì cho bạn dâu ở trong kỳ nghỉ hè rất nhiều học sinh trung với tiểu học hả thầy? Rồi, trung Trung tiểu học. sáu nè. À, trung tiểu học. À, đi nơi khác tham gia trại hè. Vừa du lịch vừa có thể kết giao bạn bè. Trơ sư, sang sư, khảo sư tờ sư chuan. Xin ta cha trần trân khan ý khan. Xua trai nã. Đây là đề thi của kỳ thi trước. Mọi người hãy xem sai ở đâu. Không phải đọc là Hỏi. xua nha, đọc là chua chai nả. À, chua. Chua chai nè. À, tôi xin xin ý cơ gia giao. Xa khư hô phủ tạo của sĩ sĩ Han Yu. Tôi muốn mời một gia sư sau giờ học. Tôi học tiếng Trung. Duy sĩ sân sử chen. À, không có chữ chen duy sĩ sân Vị sĩ duy sang sử sử. sử sử à duy sĩ sân sử sử wo hei ba bu ren shi de sử chao san biên khi ôn từ mới tôi sẽ chép từ không biết ba lần. Đây.
啊，这个背景分析。背景分析，就像课文中所说，今在中国的很多农村，农村，农村。这里边误了，我叫农村。say 你别嗯，误了，叫他来。那叫嗯。say 来 m 给来。农村，农村，山村，村里，山村里，村，农歌谣，山村里，青壮年到处去打工闯世界了，giống như trong bài khóa nói, hiện tại nông thôn Trung Quốc rất nhiều, trong làng miền núi thanh niên ra ngoài làm việc. Chỉ có lão nhân và trẻ sơ sinh ở trong gia đình, chỉ còn người nhỏ, người già và trẻ nhỏ ở nhà. Cần truy xin vấn báo cáo. 2013 年, căn cứ vào báo cáo tin tức hả? Xin vấn Báo cáo tin tức. năm 2013. Trung của nữ miễn cung chân chư. Thầy ơi, không đọc được Liang cái con số à. liang dian liang dian liu shi jiao yi. Đến tiền Hai dian liêu sử chữ y. Chữ chấm đọc là tiền. dian chấm. Em quên á, hãy hồi Tiền hồi nãy đem lên đấy. Liang Google dian tra là liu nó shi ra. yi. Cái đọc số 1 đấy. Lẻng tẻn không liệu chiểu y. đến Chứ tiền không đọc là 69 đâu ạ. lẻng lẻng tiền cái số này cũng nó cũng lung tung lắm Thầy đọc qua cái số này giùm em đi. đúng rồi thì cái nào đọc cũng thế lẻng tiền lưu cái này là đâu cái Lẻng này là tẻn liệu số chiểu hàng là chuẩn thế này ạ. không cái này là lưu sư chiểu ấy 2,69 thì 2,69 là 69 đấy. cái chữ Nó 69 là là phải đọc là 69 2,69. Phải là 2,69 đâu đấy ạ. Ví dụ như 2,69 triệu thì nó tương đương 269 triệu người này. nhưng mà cái 2,69 69 nó vẫn là hàng chục chứ đúng không nó vẫn là hàng chục mà thì chứ có người phải Trung Quốc thì là nó sẽ đọc ví dụ như là cao 1,73 nó không phải ấy, thì là y mỹ chi ta y mỹ chi san, cái cách đọc của nó như vậy thế ạ. Trước y đây mình mỹ cũng chi nghe một cái một số cái nó đọc số liệu này rồi, nó cũng đọc sau 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 số chấm này, nó sẽ đọc từng số một tẻn đấy. à. Ví Chứ không đọc dụ số như hàng là chục cao à 1,73 nhá thì là y mỹ chi san, chứ không phải là y mỹ rồi là chi sứ san đâu thầy ạ. Y mỹ chi san cao 1,7 là y mỹ chi, ví dụ cao 1,78 là y mỹ chi ba. Không đọc theo hai số đâu. không hai số ok cái món này cái món số này đau đầu lắm ok Mỹ Châu đọc tiếp đi Căn cứ vào ở cái này dịch rồi. Số lao động nhập cư ở Trung Quốc đã tăng lên 600, ổ phải 269 triệu người. Chỉ trung dầu trao cua y tiện hả thầy? Y tiện liêu hả? y đèn liêu y rấn Y tiện liêu y rảnh sư trai quay đi thả cung. Trong đó hơn 160 triệu người ra ngoài làm việc hả? Ở chè đa bộ phận chỉ trung trai chinh chi bị treo pha tá ở trung của trung bu ti Trung Quốc truy địa chỉ. cho trung xin sang yến chỉ là hứng tua rấn sư khảo
À, hơn nữa tập trung nhiều ở miền Đông Trung Quốc, nơi có nền kinh tế phát triển mạnh. Hiện tượng này khiến chúng ta phải suy nghĩ. Mấy cái con số này chắc là phải nghe thường xuyên á, phải dùng thường xuyên Thứ nhất thì nghe chả hiểu được đâu, loạn đầu ấy. nhớ. Thầy phải hỏi lại xem. Ok. Cái số nó nói nhanh lắm, nó nói nho nho nho, thường là phải viết ra. Các con số nó có như là các số hàng chục hàng trăm như của mình đâu, nó cứ hàng tỷ hàng triệu là nghe mình không quen, phải thường xuyên nghe cơ. À khoan thầy ơi, em hỏi thầy ý kiến thầy ha. Em thấy trên YouTube bây giờ cái cô Tăng lão sư cổ dạy thực tế, em vừa muốn chép của cổ mà vừa muốn chép mấy cái kênh mà thầy gửi á, nói về cuộc sống, nói về con người á, không biết chép cái nào mà thời gian trong ngày thì nó chỉ có hạn thôi à, hay là chép câu chuyện. Chưa hiểu muốn chép Chép cái gì, thực chưa tế, hiểu chép cái gì. chép Thế bài gửi cho á, thầy xem. chép cho mình. Dạ Phải gửi dạ cho thầy để xem là cái gì, thầy phải, tư vấn được chứ. dạ Chứ thầy đã biết trong mặt là thế nào đâu. dạ À, để mai em gửi. à, hôm nay học ở đây thôi nhá, bài tập hôm sau chờ các bạn đông đông thì học có thể. Ok, Dạ thích học luôn không? dạ dạ để sao cũng được, hay là học 6 câu này cũng được. À, thì học nhá, em có thích học không? Em thích không? Tùy em thôi. Dạ vậy học Ok, đi, tại em sợ thầy sửa hoài em ngại. không sao cả. Câu 24 đúng không?就叫行动。第24课，支教行动，一，听力，第一部分，第一到六题，请选出正确答案。现在开始第一题。一，班里有哪些同学特别需要注意吗？你多留意赵福根，他上课从不发言，很多课不及格。平时也几乎不和同学交往。下列哪项是赵福根的问题？二，听说你在读一个网络课程，感觉怎么样？还不错。你要不要也考虑考虑？可以免费试听两周，我就是试听了以后觉得好，才正式报的名。到现在已经听了两个月了。女的这段时间在干什么？三，他这次比赛的成绩怎么样？很可惜，银牌，差一点儿就能拿冠军了。他这次比赛得了第几名？四。真没想到，计划得这么好，还会出这样的事。出事不怕，现在的问题是，我们要主动承担责任，迅速采取行动。女的认为应该怎么做？五。
你到底想找个什么样的女朋友？漂不漂亮，工作好不好，有没有钱都不要紧，我就想要个温柔体贴的。男的找女朋友最重视什么？六。他们俩不是挺好的吗？怎么突然就离婚了？家家有本难念的经，你就别替人家操心了。女的是什么意思？是什么意思？那第二张比较第一。一，家里，班里有哪些同学特别需要注意吗？trong lớp có bạn học sinh nào cần chú ý không? Nhì tua liu y trao phủ kênh. Tha sang khơ chống bú pha yến, hứng tua khơ bú chí cửa, phính sứ yế chi khu bú, bú hay bú em quên này, bú khứa hủng xuyá giao quảng. Bạn chú ý nhiều triệu phúc căng, cậu ấy lên lớp không bao giờ phát biểu, bài học không đạt yêu cầu, bình thường cũng không có giao tiếp với bạn cùng học. Xe lia, nà, xiang sư, trao phủ kênh tới quân thị. Điều nào ở dưới đây là vấn đề của Phúc Căng? Bố ai pha diễn không thích phát biểu? Tin xua, nì zai tủ ý cơ quảng lua khưa chẳng, cảm giác chẳng mơ giang. Nghe nói bạn đang học khóa học trực tuyến, cảm thấy như thế nào? Hải bố chua, hải bố chua. Nì yào wú yào yé khảo lì, lùi khảo lì. Khở yì miễn phê sư thinh lẻng châu. Wò chiêu sư thinh lở yì hô chế tờ khảo. Thái chân sư bao tờ mín. Xin chai, tao xin chai yì chinh thinh lở lẻng cơ yê lở. Tốt lắm, bạn có muốn xem xét không? Có thể nghe miễn phí 2 tuần. Nếu cảm thấy tốt thì mới nếu thấy tốt thì mới không phải có thể nghe miễn phí 2 tuần. Tôi cũng nghe sau đó cảm thấy hay mới lại mới chính thức đăng ký. Bây giờ đã được Vậy 2 tháng rồi. ừ. Nữ tờ chơi toàn sử trên trai can sẩm mà cô gái thời gian này đang làm cái gì? Trên trai sang quả khưa đang học lớp online. Ừ. Tha trơ sư bị sai thở chẳng chi chẳng mấy giang. Kết quả thi đấu của anh ấy lần này như thế nào? Hẳn bú chua. Nhìn thấy cha tiền chiêu chiêu nẫn quan chuyên lập. Rất là đáng tiếc. Giải bạc suýt chút nữa là quán quân rồi. Tha trơ sư bị sai cửa là ti chi miễn. Lần này thi đấu anh ấy đạt Tỷ được miếng tỷ đọc là tỷ chỉ miếng ti chỉ miễn ti chỉ miễn ti chỉ miễn lần này anh ấy đạt được giải mấy? Giải giải bạc, giải bạc, giải bạc là giải mấy ừ ha? rồi 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 nhi Cái gì? Chân mày sáng tạo chi hoa tớ chứ mà hảo hải khoai chu chơi giang tớ sư. Thật không ngờ kế hoạch tốt như vậy còn xảy ra chuyện như thế này. Chu sư bú tha xin ra tớ quên thì sư hòa mượn giao chủ chủ tung hả chủ tung chẳng tan chữa dân xuyên su trái chủy hành Đây động. chỉ sinh động ừ. Xảy ra việc không sợ, vấn đề là chúng ta bây giờ nên chủ động, đảm đương trách nhiệm, cấp tốc xảy chuyện áp dụng, nhanh chóng áp dụng hành động. Đi tờ rên quẩy cai cai
应该怎么做？người nữ cho rằng nên làm gì? Chủ động phụ trợ, chủ động chịu trách nhiệm. 你到底想找个什么样的女朋友？rốt cuộc bạn muốn tìm bạn gái như thế nào? Pheo phủ, pheo leng. Pheo phủ, pheo leng. Cung chua hảo, phu hảo. Dầu mấy dầu chén, bú yào, bú yào chín. Hồ chiêu sáng yào cơ quân rẩu thị thiê đạ. Đẹp hay không, công việc tốt hay không, có tiền hay không đều không, không, bú yào chín là kiểu gì không thay. Vấn đề gì. Không vấn vấn đề đề gì. Gì. Tại vì chữ chín này em thấy nó là có chỗ nó gì khẩn trang, trương, lo lắng, chặt đó. Chỉ cần một người dịu dàng và ân cần. Nản tờ trào nữ phẩn dậu chê trung sư sầm mơ. Người nam tìm bạn gái chú trọng hình thức gì? Xin cửa quên rổ. Thay mình lạ, bố sư thiến hào tờ mơ. Chờ mơ thu rãn chiêu lý huân lợ. Hai người họ không phải tốt lắm sao, sau đột nhiên ly hôn rồi. Cha cha dầu bệnh nản nên tờ chinh. Nhi chiêu bia thi rảnh cha thao xin lợ. Nhà nhà đều có kinh khó tụng. Bạn đừng thay người khác bận tâm. Bia tờ bia rảnh tờ chính khoa và mận bu liệu bu liệu trẻ. Việc của người khác mình không hiểu. Bu liệu trẻ. Đào tạo. Đào tạo. Thế phần 2 hôm sau học nhá. Thì bộ phần sang chuyển tờ mình chi chuyển trí. Hả? Chúng ta nghỉ tại đây nhá. Hảo, hoàn an, tiến triển. Nghỉ chị Mai nhá. Chị Mai mới đi ngủ chưa? Hảo, tiến triển, hoàn an, hoàn an. À thầy ơi, kia lâu 2 cái 6 bao giờ học với thầy? 2 cái 6 bao giờ học ạ?